Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở trong một cái mini game parkour các bạn ơi. Ngày hôm nay các bạn đọc tôi đã biết rồi. Hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái thử thách đấy, parkour vượt chướng ngại vật. Nhưng mà ấy, là sẽ có gọi là axit dâng đấy, đại khái là axit sẽ ăn mòn toàn bộ cái nhà máy này. Chúng ta mà không gọi là parkour thoát ra khỏi đây là chúng ta cũng bị ăn mòn nốt các bạn ơi, là đi bụi luôn. Đấy thì ở đây là sẽ có cái tốc độ của axit này. Đấy ở đây là có normal. Ê, ok, chọn normal trước đi. Còn cái super fast thì chắc là từ từ vừa vào khởi động đã. Nào, chú hết vào đây, vào thang máy để chúng ta bắt đầu. Uầy, chúng ta được đi thang máy nhìn xịn nhỉ. Còn em nhỉ? Start này. Ok bạn ơi. Nhốt vào lồng và chuẩn bị. Ui, đấy các bạn thấy không? Xanh xanh nhỉ? Xanh xanh là axit đây. Ui rồi, đi hí nghĩa. Ok. Chuẩn bị chạy đây. Ui, dai đi. Ui, đây đây ok bạn ơi. Chúng ta sẽ gọi là ui, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi các bạn ơi. Ui. Đấy, thời gian còn chưa đến mà đã nhảy rồi. Rồi. Rồi đâu? Rồi đâu rồi? Tôi lấy đi đi vui vào đi đi rồi. Ôi đâu rồi bạn ơi. Ôi rồi đâu rồi. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. À, ơ thì nhân dây đâu vẫn sống à? Ủa ai? Ok. Chưa ấy à? Ok ok. Đi đỡ phải chân đi, nhau. Đúng rồi, đi đi, đừng gọi là đứng lại nó sẽ bị vướng người nhau. Ok bạn ơi. Tầm này tôi tự lo cho chứ. Cái này nói chung là nếu mà mình tự chơi ấy thì chúng ta sẽ không phải bình luận. Nhưng mà đây ok. Là mình không phải bình luận rồi, mình tập trung được. Nhưng mà mình cái này mình quay clip với đâm ra mà ok. Nhiều khi là cứ vừa nói để vay bình luận thay. Ok, không phải đâu. Để clip của tôi tự bình luận đây. Ok bạn ơi. Ui. Ấy nhảy rất là mượt bạn. Anh mày quá, mày rồi. Thanh niên ra đi từ nãy rồi bây giờ. Ok bạn ơi, đây. Rớt xuống có bờ lóc thì không sao. Ok đúng rồi, rớt xuống có bờ lóc thì vẫn tự tin. Ok. Rớt xuống nước là đi luôn. Đúng rồi, rớt xuống axit là còn cái nền các bạn. Ui trời, nó nhảy mấy cái chỗ này run lắm. Ôi ơi, nghe cái chỗ gần nước mình ghê quá. Đâu đi à? Ai ok. Mình thấy đừng chen chúc nhau nhá. Nhảy được hướng nào nhỉ? Bên này đúng không? Rồi, ngày xưa nó đâu. Bên này đúng không? Đâu vậy? À đây đây. Ok. Chắc rồi. Phải á. Khang nhảy trước đi. Nhảy đi em. An toàn. Ok, bạn ơi, phải dù lắm. Thấy dưới kia nha, không mà. Ôi, cái này có mở không? Dù lắm không mở gì đâu, nhảy lên đây đi. Ôi, dù lắm bạn ơi. Thật sự là rất là dù cái này, nó giống như kiểu cuộc sống của chúng ta chỉ có một mạng duy nhất thôi ấy. Ok bạn. Đúng rồi. Dùng quá, kiên sắp đi rồi. Và à kiên sắp đi à. Kiên kiên không lên được rồi, bắt đầu kiên kiên. Rồi. Đi rồi. Ui giời, chứ gần đi. Rồi sao? Ôi không đi nhá. Tính không đi nhá. Đâu? Rồi. Chưa, chắc là chưa dâng đến hẳn người. Chưa. Ok bạn này. Đụng tới cái đầu rồi, nghe thấy xèo một cái là thấy đi bụi rồi. Rồi. Ok, chúng ta phải chỗ này bình tĩnh thôi bạn ơi. Mấy cái chỗ gọi là rồi đây, đúng không? Quay kiểu cảm giác có cái mũ cái mình bất tử luôn. Tránh ra đi, ok. Thế à? Đúng không có mũ không có bất tử nè. Đâu ta? Chỗ này nhảy qua bên kia đúng không? Ok. Ấy, cho Vingo bắt đầu rồi. Ừ. Rồi. Không, mày nhảy mấy chỗ này thì nó không run quá là nhảy mấy chỗ này nữa. Xịt thì vẫn còn có cơ hội làm lại cũng đại. Đấy, đấy, đấy vừa nói xong rồi. Đi đường nào đấy? Nó qua quan kia, quan kia. Đây đúng không? Bao giờ đến sát chân đấy. Thấy đúng không? Hello. Ôi đúng rồi. Hello. Rồi. Hello bà già luôn. Không, thực ra là axit nó còn lâu lắm qua đây. Đúng rồi, giờ còn tới mốt nữa mới lên. Ngoài có thoải mái đây. Đi đường nào nữa nha. Đây trên này. Bây giờ Vanh muốn kịch tính á, Vanh nhảy xuống gần cái chỗ axit đi Vanh. Chơi mai bắt đầu. Chơi liều à? Chơi liều à? Đâu. Ok bạn ơi. Đâu? Đây. Chỗ gần axit ở chỗ nào? Đây bên này. Đây ở dưới đây nhảy thẳng xuống em biết luôn. Đây. Sắp vừa nãy mình nhảy chỗ này nó bị vướng đầu nha. Ôi. Cái gì đây? Ui thanh niên lại nhảy xuống chỗ đấy à? Xong rồi. Chỗ này nhảy cái gì đây? Chỗ này nhảy cái gì đây anh em ơi? À nhảy qua đây đúng rồi. À đây ok. Như cái này. À đây thôi, đường đây là đường mới ta. Ui, sắp đến chưa ta? Tính ra lâu lắm rồi các bạn ơi. Lâu lắm. Ta. Em đoán là còn 5 tầng nữa. 5 tầng nữa hả? Xa thế. À nước này đúng không? Này đây đúng không? Ok. Tính ra là cái này mà không có mũi tên là chúng ta sẽ dễ bị lạc đường. Ui, chỗ này run thế. Ui ơi, đừng nha. Đừng nha, bình tĩnh nha. Em phải từng người lên thôi. Ôi, bình tĩnh thôi Khang ơi, tầm này chúng ta không có cái nền đấy. Ok. Này, đấy, các bạn gần ngay cái hố này. Các bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác chúng ta bị run đâu. Ôi, ok. Đấy. Ôi, Khang đi rồi. Đâu Khang đâu mà đi. Đi đâu đi. Đi đâu Khang ngay đằng sau mình đi ngáo à. Đi đâu đi. Ta, nhảy đằng nào ta. Đây lên trên đúng không?
Để okay. Em đi trước cho. Ok, đây đây đây. Ê, nhảy đi. Ok kìa. Đây. Rồi xong rồi. Ui ui ui. Ôi giời ơi. Ôi ơi. Tôi ăn được con tích tắc một lúc giật mình à. Cái gì? Giật cái gì thôi ăn. Mà nó chứ. Nó hết hồn các bạn ơi. Đầu đầu nhảy đi Vanh. Đâu nhảy chỗ nào? Được một tí là nó. Ờ ờ. Đúng rồi. Chỗ đấy chỗ nào ấy? Không phải nhảy chỗ đấy đâu. Phải không? Chỗ đấy. Đúng rồi, nhảy đúng rồi. Đúng đâu ra mà đúng. Phải không? Rồi. Đúng. Không. Phải không ta? Đấy, bị kẹt đầu đấy. Ờ, chỗ đấy bị kẹt thành chưa đây? Đây, chỗ đấy bị kẹt mà. Ơ, nhảy chỗ nào nhỉ? Hay là bên kia nhỉ? Dở rồi. Ta không phải ngồi đây. Xuống thì chưa đâu. Nhảy mày nhảy đi, nhanh lên, nhanh lên. Vừa nhảy vừa ngồi cái gì? Rồi. Rồi. Trời ơi, chỗ đây sai sai nha. Ê, đây là nhảy lên nhảy. Ui giời ơi. À, ui giời ơi. Phải ngồi. Phải ngồi à? Ôi giời ơi, nhanh gà luôn chứ. Ui nha. Ok, bạn ơi. Ui, chỗ đấy hơi khoai. Một lần duy nhất. Chỗ đấy hơi khoai bạn ơi. Ô. Cái này phải chạy hẳn một mạch rồi nhảy đúng không ạ? À, ok. À, đúng chứ. Cắn đầu, cắn đầu. Ok, đúng rồi, phải canh cái đầu. Nơi đúng rồi. Ok, vừa rồi. Phải dùng cái đầu, cái đầu. Phải. Ui ui, phải dùng cái lao. Ok, đi 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 đi. Ủa, sao rồi, sao rồi, sao rồi? Để rút kinh nghiệm cho núp đấy. À, rút kinh nghiệm đúng à, chứ không phải là thanh niên ham hố. Thanh niên ham hố à? Ok. Ôi, chỗ này sung quá. Ui, vừa nãy mình tưởng là mình ui, ui, chỗ này nhảy hụt một cái rồi là còn cái gì đấy. Đi đi. Ui. Đi rồi. Đi rồi, đi rồi. Đi rồi. Ôi, sao núp rồi. Ui ôi. Ôi, từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Anh em bảo trọng. Ui, ôi, đây rồi, ok, 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 ok rồi. Ôi, ok. An toàn. Ui, run quá, chỗ này càng ngày khó rồi. Anh em bảo trọng đây. Ủa, có mấy tầng đấy anh em. Cố lên, cố lên, cố lên. Ui. 100 tầng ơi. Cái gì mà 100 tầng đấy. Này, không, chỗ này thì chúng ta gọi là tự tin các bạn ơi. Chỗ này nhảy hụt thì nó cũng không sao. Đúng rồi, nhảy bên trong không sợ. Ok, nhảy bên trong thì không sợ bạn ơi. Ui, ui dồi. Ui dồi. Đi đường này không? Ui dồi. Đúng rồi. Tự nha, đâu nhỉ? Này không có may đâu nha. Đây. Mới thang nè. Đấy, không, ta phải nhảy bên kia. Đấy, chúng ta cứ bình tĩnh thôi bạn ơi, không có gì phải vội. Hôm nay vội là có cái gì đấy. Ui dồi. Gần đây phải nhìn đường rồi. Rồi, đường nào đấy? Đấy đúng. À, đây, 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 đây. Ok, ok, ok đi. Không, thực ra là cái gọi là acid. Ai có cái cột à. Đây, đây, ok. Ui, chỗ này trơn trượt nha. Ui, cái này trơn nha. Bỏ dầu lên nha. Ui, chỗ này trơn trượt. Ờ, không sao, nói chung là chỗ này thoải mái các bạn ơi. Như phải nhảy luôn đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, này phải tính bước luôn. À, ok, chỗ này có gọi là dầu nhớt. Dầu nhớt của nhà máy. Ở đâu? Đây, qua bên này. Có bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Ok, ok, đây. Gọi là parkour đỉnh cao đẳng cấp rồi là cái xoài mướt dụ trong mấy cái này nó phải có con gì nó dí mới vui chứ. Ngoài có này có acid nó đang dâng trào đây. Tí nữa đây là lúc đang cho chế độ normal hay đâm ra nó sẽ ủa nó sẽ khởi động để xuống rồi. Ngoài đây. Ui. Ui các bạn thấy không? Nhiều giờ. Còn chưa? Con đến chưa? Con đến rồi. Nhiều lắm. Còn tới chưa? Còn nhiều lắm. 50 tầng rồi. Ở đây. Thì mà 50 tầng. Ủa. Nghe nó run thật đấy bạn. Sắp đến rồi, cố lên. Ủa, này nhảy đâu? Ủa, cái này nhảy đâu? Nhảy bên này, nhảy bên này. Đây, okay. Khoảng 70 block nữa thôi. Cái gì mà 70 block? Ngoài. Block không, thực ra là cái chỗ này bây giờ bắt đầu an toàn dần rồi. Bởi vì nó cũng không có không, nguy hiểm. Rớt xuống mắt là hết an toàn. Ê, An toàn. Rớt xuống rồi, thôi bây giờ đi ra đây. Đâu ấy nhỉ? Ôi, nhảy lên đúng rồi, nhảy lên đúng rồi. À đấy, không. Nhảy lên đây á. Không phải, không nhảy, không phải đường đấy đâu. Ngay dưới, ngay dưới chân. Đây không lên được. Tấm. Đây bị chặn rồi. Đây đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, nhảy xuống cái chỗ nhớ đúng rồi. À, đúng như này thì... Tôi run quá. Tôi run quá, an toàn. An toàn rồi, ok. Không sao, không sao, không sao. Trên này nó lắc léo lắm. Không sao, bạn ơi. Xúc lại tinh thần ngay. Cái này á. Run lắm rồi, tầm này là chứa. Nín thở bóp qua luôn. Ấy, ui, lại quay lại chỗ cũ rồi. Ok nha. Ủa, em thấy nó tầng nó còn tới 5 6 tầng. Ủa lên. Sắp rồi Khang ơi, sắp rồi. Sắp rồi. Rồi sao Khang rơi rồi. Phải nín chết thôi à? Ok, rồi. Ok. Sao em vẫn bám kịp? Ôi, bên này đúng không ta? Khang ơi 400 triệu. À, luôn trên kia khó. Chỗ nào nhỉ? Nhảy đối diện. Đối diện đúng không? Đấy, đấy cái cục to. Ôi. Cẩn thận nha. Trên cục đó nó có cái đập ui đầu. Ui ôi, sao cái này nó ê, nhiều. Cục này có cái đập đầu ấy. Ừ biết rồi. Nhưng mà bây giờ cục này cũng có đập đầu đúng không? Á, à, thải luôn chứ nhảy chỗ này run quá bạn ơi. No. Cố lên. Nhảy đi không sao, nhanh lên được. Còn okay. Có cơ hội làm lại. Ok. Thôi quá. Chỗ này nó lắt léo thế. Ui, đâu nhỉ? Ờ sao có hai đường à? Ơ. Đây, bên chỗ màu thẳng mặt núp ấy. Đây cũng có một đường này.
đúng không? Nào cũng được. Bên này dễ hơn, bên này dễ hơn đúng không? Bên này dễ hơn vậy. Thôi bên này đi. Bên này đi. Bên nào không như nào rồi bạn ơi. Đúng nhỉ. Thực ra là tầm này là ơi đây tầm này đi trong góc đi trong góc cho đỡ sợ. Thực ra là mình sẽ bị sợ độ cao bạn ơi, mình nhìn xuống là mình thấy axit ở dưới là mình run. Ok, đâu nha. Đây đi hướng này. Ui. Sắp đến rồi. Ok, đấy, đến ngay, đến luôn đấy, tới công chuyện lên. Ôi, tôi đến chưa vậy trời? Điểm á. Nhìn các điểm nào ấy. Ok, đây. Ồ đây đây. Đấy. Ôi giời ơi, mượt ngay bạn. Ui. Mình sẽ đi vòng tròn đấy vậy. Ok bạn. Ồ, tính ra nhảy chỗ này nó lại uy tín rồi bạn ơi. À, nó lại. Mà tính ra đi đường lúc nhanh hơn sẽ nào nhỉ? Nút chả biết đâu, nút chọn đường ngẫu nhiên đấy. À chứ. Ok. Không, xong rồi thôi, ngay trên đầu thôi. Ngay trên đầu à? Ok, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Đây rồi, đến rồi. Nhìn đâu? Đến. Đâu? Đấy, nhảy nốt cái này, nhảy nốt nữa. Ok, đến ok. Đến rồi. Đây à? Yes. Ok, ui giời, nút thoát rồi. Cố lên Khang. Có em. Khang lên đi. Đâu, tính nhiên Khang. Khang dừng rồi, thôi. Ui, đấy, tính ra. Rồi, bây giờ là, gọi là, ui, tính ra xong này. Cái gọi cao đấy nhỉ. Ui, cao thật các bạn ơi. Rồi, bây giờ là mình sẽ gọi là đổi qua cái gọi là đây. Giờ là siêu khó nha. Tầm này là chúng ta không còn khởi động. Ui, giờ khó luôn. Super gọi là phát các bạn ơi. Rồi. Một lần thôi. Rồi, một lần thôi. Thang máy ơi. Nói chung là một lần duy nhất thôi. Vô đi. Một lần này chơi cho biết rồi. Rồi, chơi cho biết thôi. Cố lên anh em. Sợ tát này. Cố lên không cần thắng đâu mọi người. Cố lên phải thắng, cố lên rồi ai thắng được thắng đi chứ. Nhưng mà mình nghĩ cái tỷ lệ thắng cũng là thấp lắm. Rồi. Rồi dọn luôn đi, dọn luôn đi. Đi luôn đi thôi em ơi, đi. Get go. Ok bạn ơi. Chưa đỡ trong mặt. Cái gì ơi? Chưa gì đã thấy bí ngô lại đi luôn à. Ôi giời ơi, đúng là ông thần top 1. Cái này mà té là chết. Ôi. Bị chê mất mà. Tôi nghe tiếng gọi là axit sôi sùng sục các bạn ơi. Sợ quá. Nhanh lắm rồi đó. Ok. Ai? Ui. Ôi kiên đi rồi. Ôi ơi. Vừa chân một cái. Hai vị thần top 1. Ui. Nó nhanh lắm. Nhanh lắm. Nhanh lắm. Nhanh lên anh em ơi. Rồi xong đi. Nhanh rồi. Nó chứ tôi bị cuồng. Không hay thật. Ô, quay vẫn là người trong top cuối cùng. Nó nhanh ra mà luôn bạn ơi. Đây lại lần nữa này. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ. Đây lại lần cuối này. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là play invisible đây tàng hình này bởi vì không thấy ai hết cả để cho rửa mắt. Đây. Vậy đi cho nó đỡ. Đâu ai? Chúng phải tôi bị cuồng các bạn ơi. Tôi nhìn mấy thanh niên đấy tôi bị cuốn theo, cá cuốn. Đấy, chuẩn bị này. Không sống được đâu. Không sống được đâu. Ok, ghét đâu. Ơ, tàng hình cũng như không này. Ủa, thấy cái tàng hình vẫn được mũ mà. Kỳ lạ vậy. Okay. Người ơi, sao cái mũ bị bự vậy? Ok, đi. Không, tàng hình chắc là không vướng người nhau. Đi. Đi, nhanh lên. Đi đây đâu đi à? Đi đâu đi thôi. Không được chậm trễ đâu anh à, nhanh lên. Trời ơi, phế hết bí ngô rồi. Nó chỉ sai lệch thôi. Trời ơi, tôi đấy thì biết bí ngô lột cổ rồi à. Ủa, đi nhầm đường rồi. Rồi, xong rồi. Rồi, bí ngô đi rồi đấy, Cố lên em ơi. Rồi, mình vẫn đang. Ok, núp luôn đây. Bài à. Ôi, mình đang du tay rồi. Mình đang du tay rồi các bạn ơi. Ui, đây rồi. Đi rồi. Ui rồi. Nó chưa xong. Cái này khó thật các bạn ơi. Tôi không biết rằng ai có thể phá đảo được cái chế độ super fast này không. Nhưng mà thôi tôi chịu rồi. Luôn. Nó quá là nhanh các bạn ơi. Nó quá là nhanh luôn. Cái này chắc phải nhảy mượt gọi là như trong phim luôn các bạn. Rồi. Ok. Có lẽ rằng là cái mini game ngày mai đến đây là kết thúc các bạn thôi. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua cái chế độ gọi là normal rồi. Còn chế độ gọi là fast với cả super fast thì chắc là chịu bạn. Chịu rồi. Đấy thì nếu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ like đăng ký kênh đồ mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả trong lúc tìm. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.